Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 35. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi. Xin hãy cầm lấy khiên nhỏ và lớn chổi dậy đặng giúp đỡ tôi. Xin hãy rút giáo cản đường kẻ nào rượt theo tôi. Hãy nói cùng linh hồn tôi, ta là sự cứu rỗi ngươi. Nguyện kẻ tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục. Ước gì kẻ toan hại tôi phải lui lại và bị mắc cỡ. Nguyện chúng nó như trấu bị gió thổi đùa. Cầu xin Thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi. Nguyện đường chúng nó phải tối mịt và trơn trượt. Cầu Thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng nó. Vì vô cớ chúng nó gài kín lưới cho tôi, và vô cớ đào một cái hầm cho linh hồn tôi. Nguyện tai họa không ngờ đến hãm áp nó. Ước gì lưới nó gài kín bắt lại nó. Nguyện nó sa vào đó và bị diệt đi. Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các xương cốt tôi sẽ nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ giải cứu người khốn cùng khỏi kẻ mạnh hơn người, cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột. Vậy có ai giống như Ngài chăng? Những chứng gian dấy lên tra hỏi những việc tôi không biết đến. Chúng nó lấy dữ trả lành, linh hồn tôi bị bỏ sụi. Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, kiêng ăn ép linh hồn tôi. Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi. Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi. Tôi buồn đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình. Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng. Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết. Chúng nó cấu xé tôi không ngừng. Chúng nó nghiến răng nghịch tôi với những kẻ ác tệ hay nhạo báng. Chúa ơi, Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào. Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự phá tan của chúng nó, và rút mạng sống tôi khỏi sư tử. Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, ngợi khen Ngài giữa dân đông. Cầu xin chớ cho những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ mừng rỡ về tôi, cũng đừng để các kẻ ghét tôi vô cớ nheo con mắt. Vì chúng nó chẳng nói lời hòa bình, nhưng toan phỉnh gạt các người hiền hòa trong xứ. Chúng nó hả miệng hoác ra nghịch tôi mà rằng: ha ha, mắt ta đã thấy điều đó rồi. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã thấy điều ấy, xin chớ làm thinh. Chúa ơi, chớ gian xa tôi. Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa tôi, hãy tỉnh thức, hãy trỗi dậy để phán xét tôi công bình và binh vực duyên cớ tôi. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, hãy đoán xét tôi tùy sự công bình của Chúa. Chớ để chúng nó vui mừng vì cớ tôi. Chớ để chúng nó nói trong lòng rằng: à, kìa, điều chúng ta ước ao đó. Hoặc nói rằng: chúng ta đã nuốt trọn nó rồi. Phàm kẻ nào vui mừng về sự tai họa tôi, nguyện họ đều bị hổ thẹn và mắc cỡ. Phàm người nào dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, nguyện họ đều bị bao phủ xấu hổ và sỉ nhục. Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, nguyện họ đều reo mừng. Nguyện họ thường nói không ngớt: đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay, là đấng vui cho tôi tới Ngài được may mắn. Vậy lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa, và trọn ngày ngợi khen Chúa. Chương 18. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Cê-trôn. Tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Và Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó.
Vậy Giuđa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giê-xu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: chính ta đây. Giuđa là kẻ phản ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu lại phán: ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời ngài đã phán: con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bây giờ Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Giê-xu trói lại. Trước hết chúng giải ngài đến An-ne, vì người này là ông gia Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Và Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: thà một người chết vì dân thì ít hơn. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Bây giờ con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng: ta chẳng phải. Các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúng một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Vậy thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đồ ngài và đạo giáo ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chứ ta chẳng từng nói chín dấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đương phán như vậy. Có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho ngài một vả mà rằng: ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem. Nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Anh-ne bèn sai giả Đức Chúa Giê-xu vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm. Vả lại, Simon Phi-e-rơ đương đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng: còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng: ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Kế đó, chúng điều Đức Chúa Giê-xu từ nhà Cai-phe đến trường án, bây giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng: ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giê-xu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giê-xu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào có phải ta là người Giu-đa đâu, dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa.
nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Và Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Chương 29. Đây là điều ngươi sẽ làm, đặng biệt A-rôn và con trai người riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy bắt một con bò tơ đực và hai con chiên đực không tỳ vít, dùng bột mì thật mịn làm bánh không men, bánh nhỏ không men nhồi với dầu và bánh tráng không men tẩm dầu, rồi để các bánh đó trong một giỏ dâng luôn lên cùng bò tơ đực và hai chiên đực. Đoạn ngươi sẽ biểu A-rôn cùng các con trai người đến gần nơi cửa hội mạc, rồi lấy nước tắm cho họ. Kế đó, lấy bộ áo mặc cho A-rôn, tức là áo lá mặc trong, áo dài của ê-phót, ê-phót và bảng đeo ngực, rồi lấy đai của ê-phót thắt lưng cho người. Đoạn, đội cái mũ lên đầu và để thẻ thánh trên mũ, cùng lấy dầu sức đổ trên đầu và sức cho người. Lại biểu các con trai A-rôn đến gần mặc áo lá cho họ, rồi lấy đai thắt lưng và đội mũ cho A-rôn cùng các con trai người. Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lệnh đời đời cho họ. Ngươi lập A-rôn và các con trai người là thế. Đoạn, hãy dắt con bò tơ đực lại gần trước hội mạc. A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu con bò đó. Ngươi hãy giết bò đực trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc, rồi lấy huyết bò đó nhúng ngón tay vào, bôi các sừng của bàn thờ và đổ khắp dưới chân bàn thờ. Cũng hãy lấy hết thảy những mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật và mỡ trên trái cật mà đem xông trên bàn thờ. Nhưng ở ngoài trại quân hãy thiêu hết thịt da và phẫn của con bò đực đó. Ấy là một của lễ chuộc tội vậy. Ngươi cũng hãy bắt một trong hai con chiên đực. A-rôn và các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết chiên đực đó, lấy huyết mà rưới khắp chung quanh trên bàn thờ. Kế đó xả chiên ra từng miếng, rửa sạch bộ lòng và giò đi, rồi để lên trên các miếng đã xả và đầu nó. Đoạn xông cả con chiên đực tại trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va vậy. Đoạn, ngươi hãy bắt con chiên đực thứ nhì. A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó, rồi ngươi giết chiên đực đó, lấy huyết bôi nơi trái tai hữu của A-rôn và của các con trai người, trên ngón cái bàn tay mặt và ngón cái bàn chân mặt. Huyết còn dư hãy rưới chung quanh trên bàn thờ. Ngươi hãy lấy huyết ở nơi bàn thờ và dầu sức mà rải trên mình và quần áo A-rôn, cùng trên mình và quần áo các con trai người. Như vậy, A-rôn cùng quần áo mình, các con trai người cùng quần áo họ sẽ được biệt riêng ra thánh. Vì cớ chiên đực đó dùng làm lễ truyền chức, nên ngươi hãy lấy mỡ, đuôi, mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật, cùng mỡ trên trái cật và giò bên hữu, lại lấy luôn một ổ bánh, một bánh nhỏ nhồi với dầu và một cái bánh tráng ở trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi ngươi để mấy món đó trong lòng bàn tay A-rôn và trong lòng bàn tay của các con trai người mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, hãy lấy ra khỏi bàn tay họ đem xông trên bàn thờ ở trên của lễ thiêu để cho có mùi thơm trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Cũng hãy lấy cái o chiên đực về lễ lập A-rôn mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ về phần ngươi. Vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra thánh cái o và giò của chiên đực đã dùng làm lễ lập A-rôn cùng các con trai người, tức là o đã đưa qua đưa lại và giò đã dơ lên. Lễ vật này sẽ do nơi Israel dâng cho A-rôn cùng các con trai người tùy theo mạng lệnh đời đời đã lập,
vì là một điều ban cho bởi trong các của lễ thù ân của dân Israel, tức là một của lễ dơ lên mà họ dâng cho Đức Giê-hô-va vậy. Những áo thánh của A-rôn sẽ để lại cho các con trai nối sau người, để họ mặc áo đó được sức dầu và lập trong chức tế lễ. Ai trong vòng con trai người được làm thầy tế lễ thế cho người mà đến hội mạc đặng hầu việc tại nơi thánh thì sẽ mặc áo đó trong 7 ngày. Đoạn, người hãy bắt con chiên đực dùng làm lễ thiết lập mà nấu thịt nó trong một nơi thánh. A-rôn cùng các con trai người sẽ ăn thịt chiên đực đó cùng bánh trong giỏ nơi cửa hội mạc. Vậy họ sẽ ăn các món này, bởi đó được chuộc tội để lập và biệt họ riêng ra thánh. Nhưng khách ngoại bang chẳng được ăn, vì các món đó đã biệt riêng ra thánh rồi. Nếu thịt lễ thiết lập và bánh còn dư lại đến ngày mai, ngươi hãy thiêu trong lửa, chớ nên ăn, vì là của đã biệt riêng ra thánh. Vậy, theo mọi điều ta phán dặn, ngươi hãy làm cho A-rôn cùng các con trai người và lập họ trong 7 ngày. Mỗi ngày, hãy dâng một con bò tơ đực đặng chuộc tội, và dâng vì bàn thờ một của lễ chuộc tội cùng sức dầu cho, để biệt bàn thờ riêng ra thánh. Trong 7 ngày, ngươi hãy làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và biệt riêng ra thánh. Bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, phàm vật chi đụng đến đều sẽ được nên thánh vậy. Đây là điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ: 2 chiên con 1 tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy. Buổi sớm mai ngươi hãy dâng 1 trong 2 chiên con, con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối. Với con chiên thứ nhất, hãy dâng 1/10 bột mì mịn nhồi với 1/4 hin dầu ép, và cùng lễ quán 1/4 hin rượu nho. Về con chiên thứ nhì, hãy dâng vào buổi chiều tối với 1 của lễ và 1 lễ quán y như lễ sớm mai. Ấy là 1 của lễ thiêu có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là 1 của lễ thiêu mà các ngươi phải dâng luôn luôn trải qua các đời tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi ta sẽ giáng lâm mà phán cùng ngươi. Vậy ta sẽ có tại đó cùng dân Israel, chỗ này sẽ vì sự vinh hiển ta mà được biệt riêng ra thánh. Ta sẽ biệt hội mạc cùng bàn thờ riêng ra thánh, cũng biệt A-rôn và các con trai người riêng ra thánh nữa, đặng họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Ta sẽ ở giữa dân Israel làm Đức Chúa Trời dân ấy. Dân ấy sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập, đặng ở giữa vòng họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Chương 30. Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn thờ bằng cây si tim để xông hương. Mặt bàn sẽ vuông, bề dài 1 thước, bề ngang 1 thước và bề cao 2 thước. Bàn thờ sẽ có 4 sừng ló ra. Ngươi hãy bọc vàng ròng trên mặt, 4 cạnh chung quanh và các sừng, còn tứ vi chạy đường viền vàng. Dưới đường viền đó, nơi 2 bên, hãy làm 2 cái khoen bằng vàng, để xỏ đòn dùng đặng khiêng. Hãy chuốt đòn khiêng bằng cây si tim bọc vàng. Ngươi sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bản chứng, đối cùng nắp thi ân trên hòm, là nơi ta sẽ gặp ngươi. Mỗi buổi sớm mai, khi A-rôn làm đèn sẽ xông hương tại nơi đó, và lúc chiều tối khi A-rôn thắp đèn cũng sẽ xông hương. Ấy là 1 thứ hương phải xông trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn trải qua các đời. Trên bàn thờ này chớ xông hương lạ hoặc dân của lễ thiêu, của lễ chay hay là lễ quán nào hết, nhưng trải qua các đời mỗi năm 1 lần, A-rôn sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội bôi trên sừng bàn thờ này đặng chuộc tội cho nó. Ấy sẽ là 1 việc rất thánh cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xe rằng: khi nào ngươi điểm số dân Israel đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ. Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa siết lơ, tùy siết lơ của nơi thánh, cân nặng 20 gera. Vậy nửa siết lơ tức là của dân cho Đức Giê-hô-va. Mọi người có tên vào sổ từ 20 tuổi sắp lên sẽ dâng của này cho Đức Giê-hô-va. Khi dâng của này cho Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa siết lơ.
Vậy, ngươi thâu tiền đền mạng của dân Israel, rồi dùng tiền đó vào việc hội mạc. Ấy là một kỷ niệm của dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng đền mạng mình. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê nữa rằng, ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ và đổ nước vào. A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết. Và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. Thế thì họ hãy rửa tay và chân hầu cho khỏi chết. Ấy là một lễ đời đời cho A-rôn cùng dòng dõi người trải qua các đời. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng, hãy góp các hương liệu tốt nhất, một dược nước 500 siết lơ, hương nhục quế phân nửa số đó, tức là 250, hương xương bồ 250, quế bì 500, đều theo siết lơ nơi thánh, và một hin dầu olive. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm dùng làm dầu sức thánh. Đoạn lấy sức cho hội mạc cùng hòm bản chứng, bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ của lễ thiêu cùng các đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng. Ấy vậy, ngươi sẽ biệt các vật này riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh, hễ món chi đụng đến đều sẽ được nên thánh. Ngươi cũng hãy sức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh để làm chức tế lễ trước mặt ta. Lại hãy nói cùng dân Israel rằng, về phần ta, dầu này sẽ là dầu sức thánh trải qua mọi đời các ngươi. Chớ nên đổ trên xác thịt loài người và cũng đừng làm dầu nào khác theo phép hòa hương đó. Dầu này là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi. Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy và đem rưới trên mình người ngoại bang, sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê nữa rằng, hãy lấy các hương liệu, tức tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương cùng thanh nhũ hương, mỗi thứ bằng nhau, theo phép hòa hương, chế ra một thứ hương mặn, trong và thánh. Hãy nghiền nó ra bột, rồi để trước hòm bản chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi. Về phần các ngươi, hương này sẽ là một vật rất thánh. Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ chế giống như phép hòa hương này. Ấy là một vật ngươi nên biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Chương 31. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê nữa rằng, này, ta đã kêu tên Bê-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. Ta đã làm cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ. Đây, ta lại cho một người phụ việc tên là Oholiab, con trai của Ahisamạc trong chi phái Đan. Ta cũng đã ban sự thông minh cho mọi người tài năng, hầu cho họ làm các việc ta đã phán dặn ngươi, là hội mạc, hòm bản chứng, nắp thi ân ở trên hòm cùng đồ dùng trong hội mạc, bàn thờ cùng đồ phụ tùng, chân đèn bằng vàng ròng và đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ dân của lễ thiêu cùng đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng, áo lễ, áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả, và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ, dầu sức và hương thơm của nơi thánh. Các người đó phải làm hết thảy theo lời ta đã phán dặn ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng, phần ngươi, hãy nói cùng dân Israel rằng, nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Vậy, hãy giữ ngày Sa-bát vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử. Kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày Sa-bát, hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy,
dân Israel sẽ giữ ngày Sa-bát trải các đời của họ như một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel. Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày. Qua ngày thứ 7, Ngài nghỉ và lấy sức lại. Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Mô-sê tại núi Sinai, bèn cho người hai bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.